Thưa sư, cho con xin hỏi nghi lễ trong Phật giáo có giá trị gì không? Và thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì có diễn ra nghi lễ gì không? Thưa quý vị, lẽ ra đó toàn bộ những cái nghi lễ là bổn phận của người cư sĩ. Tức là đó, những cái ngày mà chúng ta gọi là những ngày lễ trong Phật giáo á, mấy ông sư không có làm gì hết, mà Phật tử quý vị làm. Từ cái chuyện là trang trí ngôi chùa, dâng hoa, kết đèn, rồi làm vệ sinh, rồi làm cái cảnh quan cho ngôi chùa, rồi tổ chức cuộc lễ, toàn bộ á, là dành cho Phật tử. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn phân chia công việc rất là rõ. Việc nào là dành cho tăng ni và việc nào là dành cho cư sĩ. Nói như vậy đó, thì toàn bộ những cuộc lễ đáng lẽ ra cư sĩ quý vị phải làm hết. Vậy thì một ông sư hoặc là các vị sư, trách nhiệm của các vị đó là làm cái gì? Là dành thời gian để tu tập giải thoát giác ngộ. Và khi một vị sư dành nhiều thời gian tu tập như vậy đó, vị ấy chìm sâu trong chánh pháp, trong việc suy tư pháp và thực hành pháp. Vị ấy có nhiều thời gian để vun bồi cái giới hạnh của mình. Vị ấy có nhiều thời gian để vun bồi cái năng lực tu tập của mình. Từ đó đó, cái chuyện mà quý vị bố thí cúng dường đến những vị tu sĩ đó, mình mới có nhiều phước. Thành ra đừng có nghĩ là mời mấy ông sư, tự nhiên là mình dâng đèn kết hoa, rồi mình mời mấy ông sư tới, mấy ổng tụng bài kinh chúc phúc, rồi sau đó mấy ổng ăn, rồi mình cúng dường, rồi mấy ổng đi về. Nhìn thì có vẻ như mấy ông sư ổng có làm cái gì hết, nhưng thực tế các vị đó làm cái chuyện khó nhất trong số chúng ta. Đó là cái gì? Lo tu. Lo tu tập để vun bồi giới hạnh, lo tu tập để vun bồi trí tuệ, lo tu tập để vun bồi sự giải thoát. Đó là cái khó nhất. Tại sao cư sĩ quý vị đảnh lễ và cúng dường các vị sư, các vị tu sĩ? Bởi vì các vị đó làm cái chuyện mà mình làm không được. Đó là lo tu tập giải thoát giác ngộ. Còn nếu như một vị tu sĩ mà suốt ngày chạy lăng xăng, lo trang trí ngôi chùa, lo tưới cây, lo tỉa cành, lo dâng đèn kết hoa, lo cho một cái chùa nó đẹp, bỏ giống như là ngài Bửu Chánh, ngài nói một ông sư bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết tất cả các dục lạc vô chùa để làm cái gì? Để trang trí ngôi chùa cho đẹp à? Để tưới cây, để tỉa kiển à? Để dâng đèn kết hoa, để chi vậy? Để cho hàng cư sĩ sáng thì họ đi chơi bời đàn điếm, tối thì vợ chồng họ ôm nhau họ ngủ. Rồi tới hồi á, năm thì mười họa họ vô chùa để họ khen họ chê à. Đó đâu phải là chuyện của ông sư. Không lẽ bây giờ các vị sư ly dục để vào chùa làm lụng hết chuyện này tới chuyện nọ để phục vụ cho thị hiếu của những người hưởng dục hay sao? Chính bởi vì như vậy đó, sư vẫn luôn mong mỏi là có những người đứng ra nói là toàn bộ những chuyện này để cho con lo, các sư chỉ việc tu thôi, nó khỏe biết là bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ cư sĩ quý vị không làm, ai làm? Cái chuyện lẽ ra là bổn phận của cư sĩ mà bây giờ cư sĩ không làm thì ai làm? Đức Thế Tôn là vị cha lành của ba cõi. Sư ví dụ như tới ngày giỗ của cha,
giờ đứa này không làm thì đứa kia phải làm thôi. Cư sĩ quý vị không làm thì mấy ông thầy chùa phải làm thôi. Tại vì không làm thì ngó sao? Ngày giỗ, ngày lễ, ngày mừng của cha mình. Mà chính bởi vì như vậy, những người lẽ ra dành thời gian cho việc tu tập lại phải dành thời gian cho việc trang trí chùa chiền. Thành ra đó, những vị đó không có rành về cái việc tổ chức lễ hội. Bởi vì đó không phải là cái chuyện, không phải là lý do để vị đó xuất gia. Mà xuất phát từ cái chuyện không rành ấy. Thì bây giờ tổ chức sao giờ? Cái người mà họ có khả năng thì họ không làm, để cho người lẽ ra họ không phải làm, họ đứng ra họ làm. Từ đó đó nó mới dẫn đến cái chuyện là nghi lễ nó càng ngày nó càng bát nháo. Mà đúng ra là các vị sư chỉ đơn giản quý Phật tử đến làm phước cúng dường, chư tăng lo tu để cái phước đó quý vị hưởng. Và sau đó đó quý vị đến tu tập, chư tăng á, thuyết pháp cho quý vị. Quý vị ở chùa một ngày rồi thì đi về. Đấy. Còn quý vị hỏi là ở các cái thời Đức Phật thì có các cái lễ hội hay không? Có. Sư khẳng định là có. Có nhiều loại đằng khác. Người dân họ trang trí ha, từ những cái nhà phú hộ cho đến là những vị vua trang trí những cái lễ hội, làm rất là nhiều tiền. Để chi vậy? Để thỉnh Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn đến đó. Để chi vậy? Để bố thí cúng dường và xin Thế Tôn thuyết một thời pháp, và sau đó đó mọi người được hưởng biết bao nhiêu sự lợi lạc. Thành ra chúng ta cần phải làm rõ một số chuyện. Thứ nhất, có lễ hội hay không? Tôi khẳng định là có. Thứ hai, ai là người chịu trách nhiệm tổ chức? Đó là hàng cư sĩ. Thứ ba là tại sao nó trở thành cái tình trạng bát nháo ở nhiều nơi như thế này? Đó là bởi vì cái người lẽ ra họ làm, họ lại không làm. Và cái người họ không chịu trách nhiệm làm, họ lại phải làm. Thành ra là quý vị ráng thông cảm. Còn sức của một mình sư thì sư chỉ có một mình. Cho nên phải nói là những cái người cư sĩ mà gần gũi sư, hộ độ sư, họ cũng phải cỡ nào họ mới chịu nhiệt nổi sư, chứ không phải là cái dạng bình thường đâu. Tại vì sư không có giống người ta. Thôi, qua câu hỏi khác. Quý vị muốn tìm video có bản ngã vô ngã hay không? Quý vị muốn tìm thì gõ một là Google, hai là gõ trên cái trang Suốt Thâm Má. Qua cái phần vấn đáp hả? Dẫn nhập tìm kiếm hả? Ví dụ như gõ từ ngã tìm, đấy, bấm vô video ha, ha, đấy, nhớ ha, suthamma.net.